Anh ơi, anh có thể nói chút xíu về cái bức tranh này. Đây là bức tranh tôi vẽ về cái tâm hồn của Quốc Thuận. Một tâm hồn hết sức bí ẩn và tâm hồn có sức nén và chịu đựng. Đó là sự gian truân, đó là một cuộc hành trình trải nghiệm và một cuộc thăng hoa như một cánh chim bật dậy ở phương trời xa. Đây là bức tranh nói về một tâm hồn chiều sâu mà Quốc Thuận tâm hồn bị đơn độc, tâm hồn bí mật. Hôm nay được bật mí qua bức tranh này. Cảm ơn anh. Ở đây em thấy giống như là một cái đường, một cái hang tối mà nó có cái ánh sáng ở cuối con đường vậy đó. Rất hay, rất đúng. Và Ngọc Lan, những điều bí mật của tâm hồn, những điều giấu kín đôi khi bật dậy qua tác phẩm. Trời ơi, trời ơi. Ngọc Lan ơi, màu hồng mơ, màu hồng của những khắc khoải, ước mơ và yêu thương. Và liên quan đến màu sáng bật dậy của nỗi niềm, có nghĩa là em một loài hoa. Giống như hôm nay thì Quốc Thuận dẫn Ngọc Lan cùng với quý khán giả sẽ đến nhà một nhân vật. Anh là một họa sĩ, anh đã từng đoạt được một giải Guinness quốc tế và ba giải Guinness trong nước. Wow, à, quá muốn giỏi, biết, muốn biết dạ không? Muốn biết. Đi liền. Vô. Tới chưa anh? Đầu năm đầu tháng này nghe mình nói cái gì cho nó vui vẻ nghe chưa? Dạ. Ơi, dạ. Ồ, em dạ. Chào anh. Em chào anh. Em chào anh. Dạ. Chào Quốc Thuận. Dạ. Dạ, em chào anh. Anh chê em quá. Chào đây. Đây. Đây dạ dạ, mình vào 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 luôn, vào luôn. Trên hành trình theo đuổi đam mê, tôi chọn cách đối mặt với thử thách bằng năng lượng tích cực. Red Bull năng lượng tích cực hút tung thách thức. À, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn Ngọc Lan. Phải nói là trước giờ là mình được xem thông tin và được biết anh Đoàn Việt Tiến qua mạng nè, qua báo chí nè. Hôm nay mới được gặp anh ở ngoài đời. Em với Ngọc Lan xin thay mặt chương trình Gọi Cửa Thăm Nhà trước tiên là rất là cảm ơn anh Tiến cùng với chị Nhà đã đồng ý cho hai đứa em Quốc Thuận và Ngọc Lan đến đây để mà gặp gỡ đầu năm. Trước tiên là xin chúc mừng năm mới anh chị, gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Ok. Dạ. Mình xin cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Anh Tiến ơi, mời anh giới thiệu một chút xíu về anh, về những cái thành tựu của anh cũng như là về cuộc sống của anh hiện tại như thế nào. Trước sân nhà tôi, đây là một nơi tôi đã từng khổ luyện trong đêm. Tôi thường hay dùng cái hết nội lực của tôi trong tâm để vẽ bằng những cái 10 đầu ngón tay của mình, những tác phẩm tinh kính. Mới gần đây được công nhận trong một cái luận án mới nhất của tôi ở Anh Quốc, đó là người sáng tạo tâm phác họa và được cái bằng cử nhân thực hành mới đây. Cho em hỏi là bộ môn nghệ thuật vẽ này á, là anh yêu thích nó từ lúc còn bé hay là cái cơ duyên nào để anh đến với lại cái ngành nghề này? Cái vẽ tôi là có một cái năng khiếu từ thở bé. Dạ. Do mẹ kể lại là mẹ nói rằng á, là 2-3 tháng thì cái tay mình á thường thường hay quạo dưới đất. Tức là nó quạo dưới đất mà mỗi lần á người ta ẩm lên thì khóc. Tức là để đứa bé mình thả xuống đất, mình tay quạo 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 vẽ cua còng dưới đất á, thành hồ thì lại im lại nín. Im nín. Nhưng mà mẹ anh có nói là lúc mà anh quạo quạo trên đất á là nó có ra hình hồ con gì không? Có lúc thì nó ra giống như hình con cua con còng. Sau khoảng chừng 3-4 tuổi là thì bắt đầu cầm bút để vẽ. Là vẽ đã liên tục, tức là viết cái chỗ nào cái nhà vách nào cũng vẽ đi dán khắp dạng. Thì cái đó là mình bị cái sự ham thích từ nhỏ là đã hình thành rồi. Nhưng mà em xí xí hỏi nha, cái bạn nhỏ này nè, em tính ra, hỏi vậy có quào quào không giống anh không? Đứa bé này đặc biệt nó không có quào, mà nó khi nó mấy một tuổi là nó ra nó vẽ luôn. Vậy là có cái gen đứa bé này hai tay. Trời ơi, hai tay hai bút khác nhau. Ủa, vậy hả chị? À, bây giờ thì cái cuộc sống của anh như thế nào?
Hiện tại thì là anh tranh của anh á, vẽ ra đó là để triển lãm, hay tranh của anh vẽ ra là để kinh doanh, hay là tranh của anh vẽ ra để mà thực hiện cái mục đích rồi. Gì? Tôi thì mà trước giờ á, có điều đặc biệt lạ lùng nói với tôi á, là Đồng Nguyễn Tiến á, là một người vẽ mà bị mang tiếng là chưa có biết chụp bán tranh. Có nghĩa là không biết gì sao nữa, khi mình vẽ bức tranh rồi á thì người ta hỏi bao nhiêu tiền á, thì bắt đầu rung. Ủa sao vậy? Mà rất tiếc là tới cô vợ mình cũng hỏi không dám trả lời. Nói đến tiền thì bắt đầu nhát, không dám nói được. Ủa chị, có nghĩa là mỗi lần mà hỏi tiền là tự nhiên rung vậy hả chị? Sao lạ vậy? Giống như mình cảm thấy mình ngại, cho nên là nhiều khi nó hơi bạn bè thấy cảm thấy mà tranh á, mình yêu thích mà tìm mọi người mà thưởng thức cái tác phẩm đó thì muốn cho bao nhiêu cho. Nó có điều kỳ lạ là vẽ tranh mà không bán tranh được, nhưng mà người ta cứ đến người ta xin thì cho. Lần đó cái triển lãm cá nhân vào năm 2018 vào tháng 6 thì tôi triển lãm 63 bức tranh cái vẽ sơn dầu, thì trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì những người triển lãm ba vô cấm qua họ mua hết trong vòng 2 tiếng. Rồi lần thứ hai giờ là tháng giêng năm 2019 thì tôi vẽ 85 bức, thì trong vòng khoảng một buổi đó là người ta đã mua hết 85 bức. À, có thể nói là ngày đầu năm mà hai anh em mình được trò chuyện với một đa sĩ rất là tài năng như thế này, phải nói là rất là thú vị phải không em? Dạ. Bây giờ mình rất cảm kích về cái tâm hồn của Quốc Thuận, cho nên có thể là tôi tặng cho bạn một bức tranh trong ý nghĩa của bạn luôn đó. Là tác phẩm của anh. Là tác phẩm của bạn. Cứ thích thì tôi sẽ biểu diễn tặng bạn ngay trong vòng vài phút. Kính thưa quý vị, bây giờ thì Quốc Thuận và Ngọc Lan, hai anh em chúng tôi đang rất hồi hộp, mong chờ để nhìn thấy, tận mắt chứng kiến, nhìn thấy một cái sự gọi là thể hiện của họa sĩ Đoàn Việt Tiến sẽ được thực hiện trên mặt kiến đó, bằng hai tay luôn. Anh ơi, cho em hỏi là anh vẽ hai bức chân dung này khoảng mấy tiếng đồng hồ anh? Khoảng 5 phút. Wow. 5 phút rồi. 5 phút. Còn 5 phút thôi nữa. Có 5 phút thôi hả? Đúng vậy. Ủa? Anh ơi, nhưng mà khi mình vẽ hai cái bức này á, dạ, mình sử dụng nhạc. Nhạc. Điện nhạc làm cho cảm xúc nổi dậy. Và bây giờ chúng ta sẽ có 5 phút đồng hồ để họa sĩ Đoàn Việt Tiến thực hiện hai bức tranh với sự hỗ trợ của âm nhạc. Bắt đầu. 3, 2, 1, nhạc. Nói chút xíu về cái bức tranh này. Đây là bức tranh tôi vẽ về cái tâm hồn của Quốc Thuận. Một tâm hồn hết sức bí ẩn và tâm hồn có sức nén và chịu đựng. Đó là sự gian truân. Đó là một cuộc hành trình trải nghiệm và một cuộc thăng hoa như một cánh chim bật dậy ở phương trời xa. Đây là bức tranh nói về một tâm hồn chiều sâu mà Quốc Thuận tâm hồn bị đơn độc, tâm hồn bí mật. Hôm nay được bật mí qua bức tranh này. Cảm ơn anh. Ở đây em thấy giống như là một cái đường, một cái hang tối mà nó có cả ánh sáng ở cuối con đường vậy đó. Rất hay, rất đúng. Và Ngọc Lan, những điều bí mật của tâm hồn, những điều giấu kín đôi khi bật dậy qua tác phẩm. Trời ơi, trời ơi. Ngọc Lan ơi, màu hồng mơ, màu hồng của những khắc khoải, ước mơ và yêu thương, và liên quan đến màu sáng bật dậy của nỗi niềm, có nghĩa là em một lọ hoa, giống như lọ hoa Ngọc Lan đang bị che ở nơi khu rừng cây, bị bóng mát che đậy, bị những thổi đắt buồn phiền và cô độc. Bây giờ là quá khứ quay về hiện tại, màu hồng vẫn còn đó,
nhưng Quốc Dung khổng lồ đang trước mặt. Đó là một tiền đồ phía trước, như một thử thách, như một cái gì đó thách đố. Rồi, đây. Cảm ơn anh. Khi mà vừa mở cái bức tranh lên, anh thấy em xúc động rất mạnh. Anh nhìn thấy liền em giống như là một cái gì đó nó ở chính giữa, mà tất cả những cái sự đen tối nó ở xung quanh nó đè nén em biết bao nhiêu lâu. Nếu như em nhìn ở bên trên bức tranh, nó là một cái màu xanh, một bên kia là một cái màu vàng. Anh thấy tất cả những cái gì nó đều, cái tương lai của em nó rất là sáng lạng. Đó, và anh hy vọng là em sắp hết khổ rồi. Ừ, sắp hết khổ rồi, chắc chắn. Cảm ơn anh, và em hy vọng rằng là những gì anh tiên đoán và những cái gì anh gợi gắm vào bức tranh này sẽ giúp cho Ngọc Lan có được một cái năm mới, một cái năm mới khởi sắc và một cái tương lai như những gì anh nói. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tham gian bếp nhà anh Việt Tiến để xem coi là ngày hôm nay hai vợ chồng anh Việt Tiến sẽ đãi anh em Quốc Thuận và Ngọc Lan những món gì để ăn Tết nha. Ở đây thì Lan thấy có thịt khâu vịt, Tết là phải có thịt khâu vịt nè. Rồi có khổ qua dồn, đây là dồn thịt hay dồn cá thác lát chị? Dạ, dồn thịt. Dồn thịt hả? Trời, chị, bình thường thì anh Tiến có khó ăn không? Nói chung là anh rất là dễ ăn, mà anh thích ăn đơn giản. Dạ, món nào mà anh thích nhất? Anh ha, anh thích đơn giản là món cơm cháy nè. Thích cơm cháy. Đúng rồi, cơm cháy mỡ hành hay là thịt kho hộp vịt. Rồi thôi bây giờ mình tranh thủ mình làm cái này, cái mình bỏ vô mình hầm, cái hai chị em mình đi ra chút mình nói chuyện thêm. Wow. Vô đây Quân ơi, Quân. Đây 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 cho em coi coi. Anh ơi, đây có thể gọi là cái khu trưng bày tranh của anh ở trong nhà này phải không anh? Đúng rồi. Từ trước tới giờ là anh vẽ được khoảng bao nhiêu bức tranh anh? Từ đó giờ tôi vẽ khoảng trên 1000 bức tranh mình đó. Thì thứ nhất là những khách thưởng lãm là họ đem về ở nhà. Rồi thứ hai là nó cũng trưng nhiều chỗ lắm. Trưng ở chỗ ở Nhà Trắng á, ở Hoa Kỳ. Nhà Trắng Hoa Kỳ. Trời ơi. Rồi trưng ở ổng hành dinh của cao nhất của Cuba. Ồ, dinh thự của thằng Áo. Dạ. Đây là một hình ảnh rất đẹp của người mẹ tôi. Vì là mẹ anh. Đây là người mẹ. Mẹ tôi đã gọi đèn dầu cho tôi vẽ khổ luyện suốt 10 năm. Trong không gian về đêm thì mình khổ luyện bằng 10 động tay để vẽ ngược kính chân dung của Bác Hồ. Từ năm 1989 đến năm 1999 thì tác phẩm được thành công. Cái hình vẽ 10 năm trời. 10 năm mới thành công. Đây là bức tranh 10 năm trời. 10 năm thì trước khi thành công đó tôi đã thất bại hàng trăm ý kiến. Những miếng kính vẽ và không đạt được thôi vỡ bước đi. Và đến đó là đây là cái kỷ niệm đáng nhớ khó bao giờ quên. Mình yêu một người họa sĩ đó, cuộc sống nó có áp lực không? Nói với em thì em thấy bình thường. Bây giờ nè, mình nói về cái cơ duyên mà hai người gặp nhau đi nè. Em đi thăm bà dì. Bà dì là hồi xưa là mình cũng đi làm, mình không biết là lên Sài Gòn như thế nào đó, nên là nhờ bà dì ở trên Sài Gòn nên là dẫn mình đi lên. Ủa mà mắc gì đi thăm bà dì trên Sài Gòn rồi cái gặp ổng? Tức là dì của chị là liên quan gì tới ảnh? Làm ở đó. Tức là dì của chị là làm cho nhà của ảnh. Làm cho nhà bạn của ảnh, mà ảnh này đang ở trong nhà bạn. Rồi hiểu rồi. Rồi thế là gặp nhau một cái tiếng sét ấy tình sẹt ngang qua liền. Thì mình gặp thì lúc đó thì không hiểu sao mình gặp ảnh ngồi trên một cái ghế salon vậy nè. Nhưng mình cảm thấy ủa cái anh chú này mà tại sao mà cứ cái tiếng nấc của anh á, từ cái cổ họng là mình cứ thấy nấc lên vậy á. Mình mới hỏi bà dì, thì là bà dì mới là chú bị nhạy cảm á, mềm mắt không bằng á, cho nên là chú bị ực như vậy đó. Đúng rồi. Tức là lúc nào cũng vậy hết. Lúc nào cũng vậy. Rồi tới bây giờ cũng vậy luôn. Bây giờ là đỡ đi, vẫn còn nhưng mà đỡ hơn. Hồi xưa là hầu như là 24/24. Mình tới mình thấy người ta vậy, cái mình thấy thương hay sao? Đúng rồi, mình thấy thương là thấy trong tự nhiên mình nhìn vô ảnh đó, mình thấy ủa sao anh cái chú này sao mà nhìn thấy anh hiền. Bà dì nói thì tay chân thì lạnh, nên bà dì mới kêu mình hay là con bóp tay bóp chân chú đi, giống như là so để cho chú ấm lại đi á. Thì là cấp đó là mình mới lại mình so tay so chân. Đúng rồi, xong rồi mình đi cũng bình thường mà mình đi về, mà lúc đó thì mình mới cảm giác là mình nghĩ đến anh này. Không hiểu luôn, cảm giác nó lạ đó. Trong khi ủa hồi xưa mình quen bạn bè mình đâu có cảm giác như vậy đâu, mà tại sao cái anh này tự nhiên mình về mình lại muốn nghe cái giọng nói của cái người này. Tuy đơn giản không có gì hết, mà cứ vậy nó cứ thổn thức ở trong lòng mình vậy đó. Là xong rồi cái mình mới có số điện thoại, cái mình mới gọi anh thì anh tâm sự anh nói chuyện. Cái tự nhiên anh hát cho mình một bài, mình quay về cái quá khứ của mình là lúc nhỏ mình sao, mình trải qua như thế nào, cái nước mắt mình nó tuôn xuống. Giống như là lúc đó mình cảm giác là anh là người đồng hành với mình vậy đó. Sau cái nói 30 Tết rồi gửi về quê chơi cho biết nhà, mình cũng đi. Từ đó tự nhiên đến với nhau luôn. Thật sự ra lúc đó là
là bạn có bị ngại về vấn đề tuổi tác không? Không, mình không có để ý, mà cũng quan trọng thời xưa giờ mình có suy nghĩ. Mình chỉ mong mình lớn lên, mình tìm được một cái người hiểu mình, yêu thương mình, dù nghèo cũng được. Không cần đẹp trai, không cần giàu có, chỉ cần hiểu nhau thôi thì mình sẽ cùng nhau mình tạo dựng được. Ok. Nên khi mà mình gặp ảnh mình thấy bình thường. Tuy rằng là bạn không quan tâm tới vấn đề tuổi tác, nhưng Lan nghĩ rằng là khi mà hai người đến với nhau á, thì chắc chắn là sẽ phải nghe những cái lời ra tiếng vào của xã hội. Bởi vì hai vợ chồng cách tuổi nhau nhiều quá, tới cả 30 tuổi. Vậy thì có bao giờ mình nghe những cái lời đó không? Thỉnh thoảng lâu lâu, lúc mà mình về thì mình có nghe, nhưng mà mình cũng không bận tâm đến. Tại mình nghĩ trong lòng đó thôi, cái đó là suy nghĩ của mỗi người, cách nhìn của mỗi người. Nên mình sống sao mà mình cố gắng mình chứng minh được cuộc sống của mình tốt đẹp là ok. Hỏi thiệt nha, có bao giờ mà bị người ta nói là trời nhỏ này lấy chồng già ơi là già luôn á, chắc là mê tiền của ông này, có không? Thì cũng có, mình thì cũng nghe. Vậy hả? Rồi lúc đó mình làm sao? Thì đó lúc mình cũng hơi buồn một chút. Nhưng mà thiệt ra là lúc đó ảnh giàu thiệt không? Không. Vậy hả? Lúc đó mình gặp ảnh xong rồi hai vợ chồng lên Sài Gòn chỉ có một chiếc xe rồi ở nhà thuê, mà mình ở vậy á. Vậy hả? Đúng rồi, sau này mình mới có cái nhà này. Rất may là mình gặp được một người đàn ông lớn tuổi hơn mình rất nhiều, nhưng mà lại cái tâm hồn rất là đồng điệu với mình. Bây giờ thì mình tiếp tục mình nấu ăn để mà mình cùng nhau ăn bữa cơm gia đình nè. Cho tôi ăn nữa nha. Ok. Em rất muốn biết là từ trước tới giờ đó, cái việc gọi là mưu sinh trong cuộc sống của anh á thì nó như thế nào? À, tôi muốn giới thiệu với Quốc Thuận. Dạ. Hôm nay là mình đang ngồi ngôi nhà này, là ngôi nhà thứ 72 của tôi. Có nghĩa là ngôi nhà này tôi không bị đuổi được nữa. Vì ngôi nhà này tôi đã mua rồi, tức là có sổ hồng. Ủa nhưng mà trước đây có nghĩa là 71 căn nhà trước là nhà thuê hả anh? 71 là thuê, 71 trở lại rồi thuê, tới nay là mình đã dừng lại đây được và rất là mừng. Và ngôi nhà này là mình cố định là của mình rồi. Ủa nhưng mà em nói nè, anh là bộ coi như là cuộc sống anh rất là khó khăn lắm hay sao mà anh không mua nổi một căn nhà? Tức là cuộc sống mình á, nó hết sức gian truân và vất vả. Ví dụ mình vẽ, mình đến đó, mình muốn nhà đó, mình vẽ đến thời gian cái bắt đầu người ta không có cho mình ở nữa, mới đi. Và đến lúc vẽ thì lúc có tiền cũng không có tiền, không đủ tiền đóng tiền nhà thì có lúc mình phải đi, phải để đi. Cho nên nó cuộc sống nó bị không ổn định. Thì cái dĩ vãng của tôi á, là tôi có thể giới thiệu cho Quốc Thịnh biết rằng tôi là hiện thân của sự thất bại. Tức là sự thất bại, tức là một con người mà về nhà vậy chứng tỏ là một cái hành trình rất là sự khó khăn và thất bại. Mà chính cái thất bại đó thì tôi mới biến cái thất bại đó thành sự thành đạt ngày hôm nay. Mà em suy nghĩ nha, anh vẽ tranh, anh bán tranh vẫn có tiền, vẫn có nguồn kinh tế. Vậy thì tại sao cái số tiền đó nó ở đâu? Anh làm gì với cái số tiền mà anh bán được tranh? Mình bị cái cảm xúc từ bên trong. Khi mình vẽ một bức tranh đó, một hai bức người ta mua, có những người cho tiền mình rồi, thì cái đó đến từng 4-5 ngày sau này sẽ xuất hiện. Có những người người ta rất khổ, người ta lại thấy khổ quá, người ta cũng xin tiền. Rồi cho tiền, đa số những người bị khổ, những người không có nhà cửa, thì mình cho tiền mấy em bé thôi, nghèo khổ bệnh tật nhiều, cho nên đa số tranh là mình cho những người nghèo. Tức là thay vì mình bán được tranh, mình có tiền mình mua nhà, thì cái số tiền đó anh lại coi như là đi ủng hộ từ thiện, đúng, giúp đỡ. Nói chung là hồi đó giờ tôi là cho tiền bán tranh đi, cho tiền để người ta xây nhà, cũng hàng trăm cái nhà đó. Tại vì trước kia mình cũng là những người nghèo khổ như vậy á, nhiều vất vả gian truân vậy, tự nhiên mình sẽ khóc trong cái sự đau khổ của người khác, mình khóc trong cái cảnh đó, mình không kiềm chế được, mình phải cho thôi. Chính vì vậy mà cho tới coi như bây giờ mới có được một căn nhà như thế này. Thường á, bất cứ một người nghệ sĩ nào hay là bất cứ một ngành nghề nào á, khi mà họ thành công là bao giờ họ cũng từng gặp được rất nhiều thất bại và gặp rất là nhiều biến cố. Vậy thì cái biến cố mà lớn nhất trong cuộc đời của anh á, là anh đó là gì ạ? À, đó là cái cơn bệnh của tôi. Bệnh. À, tại vì có một đêm đó thì sau khi tôi vẽ những cái bộ tranh để mà trưng bày để triển lãm á, thì tôi bị một cơn sốt rất là lạ. Và trong đêm đó, cái sự nóng của cái não tôi á, tôi nghe một cái tiếng nổ. Tôi nghe tiếng nổ bùm trong cái não mình luôn. À, nó bùng sáng lên cái. Thì những dòng cảm xúc của tôi bị thay đổi hoàn toàn. Tức là tôi bị sang chấn cảm xúc. Sang chấn cảm xúc, anh có thể nói cụ thể hơn là những cái biểu hiện nó như thế nào? Có nghĩa là cái trạng thái cảm xúc của tôi nó bị một cái gì đó không phải là tôi nữa. Cái cảm xúc cái chỗ ở chỗ thanh đới tôi, nó bị nứt. Tôi bị nứt. Nứt cục. À, nứt cục, nó cái nứt nè. Đó. Tôi bị nứt 4.000 ngày và đêm. Tức là gần mười mấy năm. Và nứt liên tục. Có nghĩa là khi tôi nói chuyện với anh á, thì nó không nứt. Buồn là nứt. Ngủ cũng vậy đó. Nó cũng nứt. Ăn thì nó rất khó ăn uống. Nếu mà nứt cục thì đâu thể nào mà vẽ được anh? À, khi mà tập trung vẽ thì nó không nứt. Ừ, tập trung vẽ nó không nứt. Buông ra là bị.
gì tới tôi lao vào vẽ, lao vào ca hát. Mỗi khi tôi hát một bài hát nào đó tôi cảm thấy nhẹ liền. Nhưng mà anh đi bác sĩ á, thì bác sĩ có nói cái triệu chứng nó cục này nó là một bệnh lý không? Đúng rồi, tôi gặp rất nhiều bác sĩ, trong đó tôi gặp một tiến sĩ bác sĩ rất là giỏi về trị bệnh này. Dạ. Sau cái vòng mà trong vòng gần một tháng anh ta theo dõi tôi, anh ta nói là thôi, tôi cho ông rất nhiều loại thuốc mà uống không hiệu quả thì bác sĩ nói là tôi bỏ tay. Tại vì cái nấc của anh nó cái tiếng nấc rất lạ lùng, khác với nấc cục. Cho nên bác sĩ đó là khẳng định không phải nấc cục. Mà cái đó là giống như cái dùng cảm xúc á, nó tuôn qua đặc biệt quá, nó bị tuôn ra giống như cái người mở cửa sổ của cảm xúc vậy, gọi là. Nói chung là bây giờ là vẫn không hết. Chưa hết. Hồi nãy mới nhắc nấc cục cái nấc. Nhắc này nó nhắc. Đâu nhắc nè. Nó. Trời ơi, thôi đừng nhắc nữa. Thôi, đừng nhắc quá gì khác đi. Hồi nãy em có nói với em á là bạn Quân là bạn cũng có một cái năng khiếu vẽ, đúng không? Bây giờ em có một cái đề nghị là anh và con trai anh cùng hợp sức lại vẽ một bức tranh, để đó là một món quà mà anh tặng cho chị Thảo. Đúng, một món quà bất ngờ trong chương trình ngày hôm nay, được không anh? Được. Ok. Mâm cơm ngày Tết, thấy thịt kho hộp vịt nè, quà nè, rồi chưa, củ kiểu nè, tôm khô nè, trời ơi quá ngon luôn rồi. À, xin mời Quốc Thuận và Ngọc Lan cơm. Dạ, đổi quá, quá trời, đổi quá anh mời chị. Dạ, mời chị Thảo. Nói chung là mình phải có thực mới giữ được đạo, đúng không anh Tiến? Anh Tiến ơi, hai vợ chồng anh á, thường á là cái hành động mà lãng mạn nhất của hai vợ chồng anh đó là gì? Trước giờ từ lúc mới cưới, cái lãng mạn nhất á của mình á là mình cầm cái đèn thùng mình hát cho vợ mình nghe. Dạ. Yeah. Trong những đêm trời có trăng hoặc là trời không có trăng có sao. Như vậy là bình thường mà ảnh mà thể hiện cái sự lãng mạn dành cho Thảo á là chỉ qua một cái bài hát như vậy thôi, hay là còn cái hành động nào nữa không? Lúc mà về mà mới yêu nhau lấy nhau á, về cái hành động này nè, sáng mình ngủ dậy á, thôi mình xong dậy sớm để mình phụ mẹ đi. Nhưng mà ảnh mình sáng ngủ dậy cái mình vừa ngóc đầu cái ảnh đè cái đầu mình xuống. Ảnh chưa cho mình dậy. Nhưng mà mình đừng có hiểu lầm nha, tại vì anh nắm đầu, em nắm ôm cổ kéo xuống. Là để cho vợ mình được nghỉ ngơi. Đã. Chứ không có hành động nha. Yeah. Không có hành động có chừng bị sai. Tại vì hành động sáng sớm hành động gì? Ê, nhưng mà mỗi lần mà ảnh tức giận lên thì sao hả? Mỗi lần mà ảnh tức giận lên thì mình cũng hay sợ. Tại vì ảnh bộc lộ á. Tại vì nhạy cảm quá mà, khi mà ảnh không bình thường ảnh không có giận, nhưng mà ảnh nóng quá đó là mình biết là cấp ảnh giống như năng lượng của ảnh á. Cái đó là sức mạnh của người đàn ông. Đúng rồi. Khi người đàn ông bộc phát cái dương khí rất mạnh lên, có thể âm thanh tiếng nói lớn lên. Dạ. Thì cái người vợ á thì cảm thấy là nhẹ nhàng trở lại. Tôi không biết hiểu gì sao mà tôi và vợ tôi muốn gây chiến tranh lắm, mà tại sao không chiến tranh? Anh có biết tại sao? Cười. Tức là mình thấy có đôi khi mình đến gia đình của bạn bè thấy cũng gây lộn dữ lắm. Nhưng mình đôi khi mình cũng tìm hiểu cái cảm xúc của cái giận nhau, cái gây lộn đó, mâu thuẫn có nghĩa là sao? Tôi và cô này nói chuyện với nhau là làm chủ lời nói, làm chủ cảm xúc, cho nên là không vô giả trong lời nói. Chị Thảo ơi, hồi đó giờ đó anh có hay tặng quà cho chị không? Em nhớ có một lần tới ngày Valentine đó, cái em với anh đi uống cà phê, cái em chỉ giao bệ em hỏi gì thôi, em hỏi vui á, anh bữa nay ngày lễ Valentine có tặng em cái gì không? Em nói cái nó là không tặng gì hết. Rồi là thôi, là từ đó về sau là em biết là ảnh không có tặng em cái gì, nhưng mà ảnh biết là cái cách mà ảnh đối xử với em, ảnh lo cho em á, giống như là trong cuộc sống hàng ngày á, ý ảnh nói là không cần phải cái ngày đó là tặng quà cho em, mà hầu như ngày nào ảnh cũng đã tặng quà cho em rồi. Nó chẳng cái niềm vui cho em cảm thấy hạnh phúc với em vì ảnh là được mà. Thật ra hồi nãy khi mà em trò chuyện với lại Thảo á thì em đã thấy một cái ánh mắt rất là hạnh phúc ở trong cô này. Và anh biết sao không? Em nghĩ là do cô này cổ quá ngưỡng mộ, quá biết ơn và quá hạnh phúc vì cái người đàn ông này, cho nên đó là tất cả là những cái điều để có thể xây dựng nên hai cái tâm hồn có thể càng ngày càng hòa hợp được với nhau nhiều. Nó có thể gọi là thấu cảm, thấu cảm trong em hạnh phúc. Em thấy giống như là lúc em suy nghĩ á, anh có nhiều cái mà em cũng có nhiều cái, là sao hai người nó có cái tính cách mà những cái suy nghĩ nó cũng giống nhau, ngay cả cái sở thích nó cũng giống nhau, cho nên là đó mình cũng đồng cảm với nhau. Xưa giờ em suy nghĩ em chỉ mong là khi mình lấy chồng, mình lập gia đình, mình mong mình được có một cái mái ấm hạnh phúc đơn giản thôi, nhưng mà đối với em đó là hạnh phúc mà em mong muốn, chứ đối với em bên ngoài em không có. Tại sao Thảo lại xúc động?
Tại vì em nói cái cảm xúc của em á, cảm xúc thật của em trong lòng á. Thảo cứ nói. Nên em giống như là em chỉ là mong á, cuộc sống đó giống như là mình cũng vẫn giận hành. Tại vì giận hành thì mới học hỏi được. Nhưng mà em mong gia đình lúc nào khi mà về hay là lúc nào gia đình cũng vui vẻ hạnh phúc là đối với em là vui đó. Vậy thì để diễn tả cuộc sống của vợ chồng Thảo hiện tại, của gia đình Thảo hiện tại và cái cảm xúc của Thảo hiện tại thì Thảo sẽ diễn tả như thế nào? Dạ, hiện tại của em giờ em mình rất là may mắn và rất là hạnh phúc mà khi mà nói em giống như cái thiên liêng vậy. Nó là ban tặng cho ảnh đến với em mà hầu như là em nghĩ là chắc là em không tìm được cái người đó. Nhưng mà giống như trên cũng thương em hay sao á, cho em tìm được cái người có cái tâm hồn bên trong. Em nhìn được người đó, em thấy người đó hiểu em, và em thấy em hiểu được một phần gì của người đó. Và đó là chính là cái người mà đồng hành với em trong cái hành trình này, trong cái cuộc sống này. Là đối với em là vui là hạnh phúc. Trời ơi, hay quá. Rồi thôi ăn cơm đi. Em nói thiệt với Quynh nha, em có thể ăn cái món thịt mà kho hợp dịch này em ăn 10 mùng luôn. Mà giờ mập quá không dám ăn. Phải nói là ngày hôm nay riêng cá nhân em là em rất cảm ơn hai vợ chồng anh Tiến. Cái bữa cơm gia đình rất là tuyệt vời và rất ý nghĩa. Anh có thấy đây là một người vợ đúng nghĩa là người vợ Tàu Khang không? Cổ hy sinh cho anh quá nhiều đúng không anh? Người vợ mình là người bạn gần nhất mình hiện nay á. Tất cả cái bây giờ mình chỉ khẳng định người bạn mình là sự chân thật thôi. Yeah. Và lòng yêu thương. Yeah. Và tôi cũng đem sự chân thật và yêu thương thì hai cái đồng dạng nhau, thành ra một cái thế giới của một tình yêu. Yeah. Và đặt quyền thoại. Quan trọng là bây giờ cổ có cảm nhận được cái hành động của anh dành cho cổ trong một cái ngày đặc biệt như thế này hay không? Một hành động. Ồ, trời, hành động mới mớm rồi nghe, anh mới mớm rồi nghe. Làm mà, liền luôn vậy. Trời, có khi nào ảnh nhìn thấu được trong con tim và ánh mắt của anh không ta? Trời. Đây. Bất ngờ nghe, bí mật nghe. Đây là một món quà bí mật mà cha và con. Đây, bây giờ từ từ bức tranh con để tặng mẹ đi, không tặng. Cầm tặng mẹ, cầm đưa mẹ đi. Rồi, đưa mẹ. Rồi, mẹ cảm ơn con. Rồi, bức tranh. Bức tranh tặng gì, nhớ không? Ủa, con vẽ cho mẹ cái gì mà lạ vậy? Kim cương. Kim cương hả? Chúc ơi, con lấy hai tay vẽ bức tranh đi. Những bức tranh hết sức bí mật nha, để rồi con tặng cho mẹ nha. Rồi con vẽ đi. Rồi bút rồi, bút ơi, hãy vẽ đi. Đó. Rồi, rồi đây cái bút tôi đang vẽ rồi. Rồi. Một trăng. Sao? Một trăng nước biển. Ừ, viên xanh nước biển đúng rồi. Giống một trăng lá cây. À, rồi, lá cây. Okay. Rồi, để tặng cho ai? Tặng cho mẹ. Tặng cho mẹ, rồi cho mẹ bất ngờ chơi đúng không? Dạ. Ủa, dạ mẹ cảm ơn con, cảm ơn cha. Cảm ơn tất cả là sự yêu thương. Dạ. Và trong yêu thương là những kim cương của bé rất ngây thơ. Hay quá, hy vọng sau này Tiến Quân sẽ là một họa sĩ tài năng và con sẽ mang thật nhiều kim cương về tặng mẹ. Nghe. Dạ. Rất là chúc mừng Thảo. Có được một người đàn ông phải nói là hết sức là tâm lý và đồng thời là rất là thật thà. Đó, và hy vọng rằng là qua năm mới hai vợ chồng sẽ đón nhận thật là nhiều niềm vui, tràn đầy sức khỏe và cùng tạo dựng một cái tương lai cho bạn Tiến Quân. Rất là cảm ơn anh, cảm ơn Thảo rất là nhiều về các câu chuyện ngày hôm nay đã cho Quốc Thuận, Ngọc Lan cũng như là quý vị khán giả rất là nhiều nguồn năng lượng tích cực. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.